Chào cả nhà trở lại. Cúm căng hay còn gọi là cúm đốt cho các bé vào các tuổi 3, 6, 9 và 12. Để trẻ được phước, được ơn trên gia hộ. Đây là chủ đề Khải Toàn dành tâm tư chia sẻ. Có thể không giống với những trang mạng đã chia sẻ vì đa phần trang mạng theo phong tục xưa của Trung Quốc. Khải Toàn xin chia sẻ cúm căng cho bé kết hợp phong tục của người Việt và pháp lành. Chư vị tham khảo, tùy thuận theo hoàn cảnh để ứng dụng, không nhất thiết phải theo hoàn toàn. Trước khi vào chi tiết bài, xin phép tham vấn chư vị có tin vào nhân quả hay không? Khải Toàn luôn có những phương pháp giúp chư vị tin. Thiền định và quán xét về quá khứ, hay có thể nghiên cứu kinh Phật, cũng có thể tự nghiên cứu mệnh lý. Tất cả đều cho ra kết quả vì sao mình như thế. Dù phước hay họa cũng từ nhân quả. Hai phương pháp đầu giúp thấu đạt lý duyên sanh, nhân duyên và nghiệp quả. Phương pháp sau biết được vận mệnh con người vốn đã định. Khải Toàn nói điều này nhằm khẳng định với chư vị đã tin nhân quả thì làm lành tránh ác, ứng dụng vào việc nuôi dạy con trẻ và ứng dụng vào cúng kiến, cúng ít được nhiều, không tạo nghiệp lại được phước. Có nhiều vị nhờ Khải Toàn đặt tên cho trẻ, hợp mệnh cho trẻ, vì có niềm tin tên hợp vận sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ đúng một phần, phước báo của một đứa bé trong tiền vận phụ thuộc vào đời trước như thế nào và cả sự giáo dưỡng của gia đình. Sự giáo dưỡng của gia đình trong giai đoạn đầu đời rất quan trọng. Việc đặt tên hợp mệnh hay cúng kiến cho trẻ giúp trẻ thêm điều lành, nhưng không thể thay đổi số mệnh của đứa bé. Một gia đạo tin và sống với lý nhân quả, cho trẻ sự giáo dục chân thiện chính là phước báo lớn nhất đứa bé có được. Ý nghĩa cúng căng cho bé như thế nào? Cúng đốt hay cúng căng có cùng một ý nghĩa, vào độ tuổi nhất định, cho cả bé trai và bé gái. Vào ngày đầy tháng và thôi nôi là hai ngày lễ quan trọng đầu đời của bé thì ngày cúng căng cũng quan trọng không kém. Cúng căng cho trẻ ấn định vào các năm khi 3, 6, 9, 3 tuổi được xem là mốc quan trọng. Phong tục này nhằm tạ ơn đến 12 bà mụ, những vị đã bảo hộ gia hộ cho bé được lành lặn, khỏe mạnh, vui vẻ. Nếu theo đúng phong tục từ Trung Quốc, lễ cúng căng tạ ơn 12 bà mụ có cả bà chúa. Vì vậy mâm cúng sẽ chia ra 13 phần và cả phần gia tiên. Tuy nhiên, Khải Toàn hướng chư vị cúng theo thuần người Việt chúng ta nhằm cúng ít được nhiều. Tóm lại, ý nghĩa cúng căng cho bé trai hay bé gái là nghi thức tâm linh và phong tục từ xưa nhằm tạ ơn các bà mụ đã bảo bọc gia hộ cho bé được khỏe mạnh. Nhiều người thắc mắc cúng căng cho bé đến năm bao nhiêu tuổi? Cúng căng cho bé trai hay bé gái vào đúng những độ tuổi nhất định, tức là 3, 6, 9 và 12. Tuổi 12 là năm cúng cuối cùng của lễ tạ ơn 12 bà mụ, vì giai đoạn này bé đã phát triển gần như đầy đủ về nhận thức, có thể tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, không cần cha mẹ giúp thêm nhiều. Sau độ tuổi này, những năm tiếp theo, nếu có điều kiện gia đình có thể tổ chức sinh nhật cho bé, không cần phải cúng căng như những độ tuổi trước kia. Theo phong tục từ Trung Quốc, vào những độ tuổi 3, 6, 9 và 12, cha mẹ tổ chức lễ cúng tạ ơn 12 bà mụ hay 12 vị tiên nương và cả bà chúa, vì mỗi đứa trẻ đến với thế gian này do tay của 12 bà mụ và bà chúa tạo thành. Mỗi bà mụ nặng một bộ phận cho bé, tạo nên hình dáng của bé. Ngoài ra, 12 bà mụ còn che chở, bảo bọc, gia hộ cho những năm đầu đời của trẻ. Những buổi lễ cúng căng hay còn gọi là cúng đốt nhằm tạ ơn 12 bà mụ hay 12 vị tiên nương và cả bà chúa. Việc cúng căng hay không cúng có ảnh hưởng gì cho trẻ hay không? Không thể trả lời chính xác câu này, vì đây là tín ngưỡng, tâm linh, phong tục.
hay nói có thờ có thiên, có kiêng có lành. Việc cúng kiến là một nghi lễ, cúng như thế nào, ngày ngày sống ra sao, giáo dưỡng con trẻ như thế nào là điều ảnh hưởng họa phước mai sau. Khải Toàn chia sẻ phương pháp cúng căn cho trẻ được phước. Cúng trong thanh tịnh, phù hợp với người Việt, cúng ít được nhiều. Vì vậy, khuyến nghị chư vị phương pháp cúng căn cho bé để bé được phước. Tức vào các tuổi 3, 6, 9 và 12 là phong tục đẹp từ xưa khi cúng căn trả ơn cho 12 bà mụ, đã bảo bọc cho bé. Cúng căn hay cúng đốt đều có ý nghĩa như nhau, cũng như các nghi thức cúng kiến khác của người Việt là văn hóa đẹp. Tuy nhiên, chư vị nên tư duy sáng suốt hơn để cúng hợp tình, vì không khéo không được phước mà còn tổn phước. Vì thế, có nhiều người hỏi em, cúng kiến sát sanh có nên không? Có câu, đã là thần là tránh trực thông minh. Vì thế, không vì xính lễ, không vì ít xính lễ của người phàm mà ban phước giáng họa. Không được xính lễ, giáng họa, được xính lễ lại ban phước, không thấu lý đạt tình. Không ít vị nhờ Khải Toàn giúp chọn tên cho trẻ. Khải Toàn luôn kèm theo phương pháp giáo dục nhân quả, vì chính sự giáo dục chân thiện, giáo dục thiện lành là phước báo lớn nhất cha mẹ dành cho bé. Để cúng căn cho bé được phước, chư vị không nên sát sanh, vì xính lễ là hình thức, tâm chư vị thành sẽ được gia hộ. Trong bài khấn cúng căn, chư vị trả ơn, cầu khẩn những vị thần và nên phát nguyện, nói thiện, làm thiện, nghĩ thiện, có như thế gia đạo mới an hòa. Tóm lại, buổi lễ cúng căn cho bé, bé trai hay bé gái, xính lễ là hình tướng, tùy điều kiện hoàn cảnh, không nên sát sanh. Tâm chư vị thành kính sẽ được sự gia hộ, được sự đồng thuận của những người trong nhà, gia hòa vạn sự hưng. Bài khấn cúng căn có lý nhân quả, nguyện cho bé sự giáo dục thiện lành chính là phước cúng ít được nhiều. Lại có người hỏi, không cúng căn bé có được phước hay không? Cúng căn hay không cúng căn cho bé, chúng ta không đủ cơ sở để luận phước hay không phước. Vì cúng kiến là cung cấp dưỡng nuôi thế giới bên kia, dưỡng tâm người cúng. Như các phần Khải Toàn đã trình bày, bé có được phước hay không phụ thuộc vào sinh thần bát tự của bé, phụ thuộc vào sự giáo dưỡng của cha mẹ trong giai đoạn tiền vận. Một gia đạo biết cảm thông, sống chan hòa, dạy trẻ học làm người, dù không cúng, bé vẫn được phước khi sống trong gia đạo như thế. Ngược lại, dù có cúng căn đầy đủ vào các tuổi 3, 6, 9, 12, nhưng gia đạo thiếu thuận hòa, ít dành thời gian giáo dục cho bé, nhất là giáo dục nhân quả, thì bé không thể nào được phước. Chư vị tự hỏi, trẻ em ngày nay nhận được gì? Nhận được gì từ sự giáo dục tốt đẹp gì trong xã hội, từ nhà trường, xã hội, nhất là phim ảnh và mạng xã hội? Hai đề mục trên hoàn toàn không có sự giáo dục chân thiện lành, còn lại sự giáo dục từ tôn giáo và gia đình. Bậc cha mẹ có nghiên cứu kinh, thấu đạt giáo pháp trong kinh mới có đủ công phu dùng lời trong kinh giáo dục cho trẻ. Dùng ngũ thường của nhà Nho hay ngũ giới của nhà Phật, nếu không nghiên cứu kinh, e là không thể truyền đạt lại được. Cuối cùng chỉ còn là giáo dục gia đình. Vậy chư vị tự hỏi, chúng ta dành bao nhiêu thời gian giáo dục cho trẻ và dạy chúng những gì? Khải Toàn chỉ gợi ý, chư vị có thể tỉnh tọa quán xét những đề mục trên. Văn khấn cúng căn cho bé. Hầu hết tất thảy những bài khấn khi cúng kiến, Khải Toàn kết hợp văn hóa truyền thống của người Việt chúng ta và giáo pháp lành. Vì chúng ta không thể sinh một chiều, cứ mãi cầu sinh. Chúng ta nên phát tâm sống lành thiện. Người xung quanh sẽ được trợ giúp, ơn trên sẽ gia hộ, phước báo hiện tiền. Mời chư vị tham khảo bài văn khấn cúng căn cho trẻ 3, 6, 9 và 12 tuổi sau đây.
xính lễ cúng căn cho bé. Dù bé gái hay bé trai vào các tuổi 3, 6, 9, 12 tuổi khi cúng căn hay còn gọi là cúng đốt, chứ bị chuẩn bị xính lễ kèm những xính lễ cúng trong bàn thờ trong nhà, từ bàn thờ Phật, gia tiên, thân tài thổ địa, ông công, ông táo. Nếu chư vị là người cung cấp xính lễ cúng kiến, những đơn vị dịch vụ cung cấp xính lễ, nên khuyến thiện gia chủ cúng chay, thêm duyên lành cho chư vị lẫn người cúng. Dù là cúng căn hay cúng kiến khác trong gia đạo, chư vị nên cúng chay, giảm sát sanh. Xính lễ là hình thức, xính lễ hợp hoàn cảnh, cùng tâm chân thành của chư vị, ơn trên sẽ gia hộ. Ngày nay có nhiều đơn vị cung cấp xính lễ cúng thuần chay, vừa đẹp, trang trọng, lại thiện lành. Mời chư vị tham khảo mâm cúng gồm những lễ vật sau. Những lễ vật này có thể thay đổi tùy hoàn cảnh và vùng miền. Phước báo khi cúng kiến. Cúng kiến là cung cấp dưỡng nuôi, dưỡng tâm người cúng, nuôi dưỡng thế giới bên kia. Việc cúng kiến thờ phụng, trước là nên thuận lòng những người sống trong nhà, sau là hợp hoàn cảnh điều kiện và cả không gian sống. Về văn khấn cúng kiến, chư vị có thể khấn xin được gia hộ, tuy nhiên nếu không phát nguyện sống thiện lương, khó được ân trên gia hộ. Vì vậy, chư vị nên tu sửa, mở rộng tâm lượng, dù sống ở đâu cũng được gia hộ. Cúng kiến nuôi dưỡng tâm, thêm phương tiện được gia hộ. Tuy nhiên không thể xóa được nghiệp phụ nhân trước kia, không thể xóa được ma chướng. Người muốn được phước, đầu tư vào thiền định giúp tâm thanh tịnh, đầu tư vào Phật học giúp khai ngộ. Đời sống hàng ngày, biết bố thí sẽ tích công bồi đức. Bố thí tịnh tài, bố thí ái ngữ, bố thí sự cảm thông, bố thí rất thâm sâu, không thể nào nói hết. Tùy căn cơ và mức độ mỗi người, bố thí ra sao tùy tâm lượng người. Người sơ học, hãy xem Phật học là triết học, là giáo học, là nền tảng giáo dục để giảm đi phiền não. Phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Đó là nhân lành để truyền lại cho con cháu sự giáo dục nhân quả. Thông qua bốn nền tảng giáo dục, gia đình, tôn giáo, nhà trường và xã hội. Hải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà tâm thân an lạc.